Mặc dù được câu lạc bộ Công an Hà Nội quan tâm, tuy nhiên, bến đỗ mới của trung vệ Quế Ngọc Hải lại khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, Quế Ngọc Hải đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để gia nhập câu lạc bộ Bình Dương, hai bên dự kiến sẽ ký hợp đồng là 2 năm. Đáng chú ý, trung vệ sinh năm 1993 sẽ nhận mức lót tay là 6 tỷ đồng một năm cho bản hợp đồng này và toàn bộ số tiền này sẽ được thanh toán một lần thay vì chia ra theo mỗi mùa giải như các đội bóng khác vẫn thường làm. Đây là khoản lót tay kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Trước đó, con số này dành cho Quang Hải khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội là hơn 5 tỷ đồng một năm. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, thương vụ này sẽ sớm được công bố. Được biết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng mong muốn có được Quế Ngọc Hải, nhưng con số đội bóng này đưa ra không có bằng câu lạc bộ Bình Dương. Trước đó, khi trở lại Sông Lam 10A ở V-League 2022, Quế Ngọc Hải đã ký hợp đồng 3 năm, nhận 10,5 tỷ đồng tiền lót tay, tương đương là 3,5 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, sau khi tìm được tiếng nói chung, vừa qua, hai bên đã quyết định kết thúc hợp đồng sớm một năm. Trong hai mùa giải 2022 và 2023, Quế Ngọc Hải ra sân 38 lần cho Sông Lam Nghệ An, ghi được 2 bàn thắng. Anh là cầu thủ trụ cột, có sức ảnh hưởng lớn trong sơ đồ đội hình của đội chủ sân Vinh. Quế Ngọc Hải cũng góp phần dìu dắt các cầu thủ trẻ ở Sông Lam Nghệ An sớm trưởng thành. Ở tuổi 30, Quế Ngọc Hải có lần thứ 2 rời Sông Lam Nghệ An. Trước đó vào năm 2019, anh ra đi và đầu quân cho câu lạc bộ Viettel. Tại đây, trung vệ này đã có được chức vô địch V-League vào năm 2020. Kinh nghiệm thi đấu của trung vệ này là điều mà nhiều câu lạc bộ trong nước mong muốn có được. Trước đó, đã xuất hiện tin đồn cho biết câu lạc bộ Công an Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đưa Quế Ngọc Hải vào tầm ngắm. Ở giai đoạn chuyển nhượng đầu mùa và giữa mùa giải 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội mong muốn chiêu mộ được trung vệ này nhưng không thuyết phục được thành công. Còn với Bình Dương, đội bóng đất thủ dự kiến sẽ đầu tư để vực lại chất lượng đội hình sau một mùa giải vất vả trụ hạng. Câu lạc bộ từng 4 lần vô địch V-League sẽ chia tay 3 ngoại binh là Di Mario, Osen và Serro. Nhiều khả năng, tiền đạo Tiến Linh cũng sẽ được đề nghị ở lại với một bản hợp đồng có đãi ngộ hấp dẫn hơn. Trước đó, chân sút 26 tuổi tiết lộ hợp đồng của anh và câu lạc bộ Bình Dương sẽ kết thúc vào mùa giải 2023. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng đã trở về quê nhà để nghỉ ngơi sau khi giúp câu lạc bộ Bình Dương trụ hạng. Nhiều khả năng, đội bóng này sẽ bổ nhiệm một chiến lược gia mới để chinh chiến đại V-League 2023-2024.